Phương rồi nhé, hello anh em. Hôm nay Phương sẽ trả lời cho một số thắc mắc của một số bạn. Thì có hỏi Phương là mình nên sử dụng cái đồng hồ đo ga nào thì là đúng. Có nghĩa là mấy bạn hỏi là mình, tại vì bây giờ nó trên thị trường á, nó có tới mấy loại ga thì mình nên sử dụng đồng hồ ga nào đó, thì các bạn ấy cũng muốn tìm hiểu, thì các anh chị ở nhà cũng muốn mua về để tìm hiểu coi là cái ga của mình nó đã hết hay chưa. Thì Phương có nói rồi, thì cái đồng hồ ga bây giờ nó cũng rẻ lắm, mua cái đồng hồ ga đơn á, cái loại nó có một bên như thế nè. Có hai bên đó, các bạn hiểu không ạ? Có một bên như thế này, thì các anh chị cũng muốn hỏi là mình mua thế nào đó đúng, thì để cho mà trường hợp là mình khỏi ra tiệm để mình hỏi lòng vòng với mấy anh đó thì mình cứ biết luôn, thì Phương cũng giới thiệu cho mọi người biết luôn để ra mình hỏi mua cho nó mau ha. Thì ở nhà thì có nghĩa là nếu như mà anh chị đang xài một cái máy thì lúc mình mua là các anh chị biết rồi, mình mua cái máy đó là ga bao nhiêu, máy inverter hay là không gì đó. Nhưng mà nếu mà các anh chị không biết thì các anh chị có thể leo lên cái cục nóng á, rồi các anh chị coi thử coi là nó có ghi trên đó là cái ga, cái chữ ga, GAS. Đó, thì GA đến đó thì các bạn là coi cái đó là ga bao nhiêu. Ví dụ nó ghi là ga 32 hoặc là ga 410 hoặc là ga 22, thì đây nè, để mà các bạn mua một cái đồng hồ nó tiện cho cả đôi đường thì các anh chị cứ cứ mua một cái đồng hồ như thế ha. Và các anh chị cứ để ý cái thông số trong này nè, các anh chị cứ ra ngoài đó nói thẳng là bán cho mình, bán nếu mà xài ga 22 á thì các bạn, các anh chị nó cứ nói là bán cho tôi một cái đồng hồ đo ga 22 đó. Cao áp, thấp áp gì đó, cao áp là có nghĩa là đỏ đó thì các bạn không cần thiết đâu, lúc mình đo ga thì các bạn chỉ cần thấp áp là được rồi. Thì nói cho hiểu cho nhanh vậy thôi. Thì cái đó đồng hồ đó ga 22 này các bạn chị thấy không? R22 nè. R134A nè, G410 nè, 437 nè đó. Thì mặc nhiên nếu như các anh chị hiểu nôm na nha. Nếu mà cái đồng hồ nó chịu được áp cái ga R410 với ga 32 thì mình đo được ga 22 và các con la ga còn lại ha. Thì các anh chị chỉ cần nói đọc bán cho tôi cái ga 4.132. Còn nếu mà ga 22 là nó khác nhau thế nào, các anh chị mất công phải mua đầu chuyển thôi. Nhưng mà nếu mà sau này các anh chị mua ga 22 mà các anh đo ga 4.10 thì nó lại khó. Nên là tốt nhất mình cứ mua ga 4.10 luôn đi, rồi để sau này mình có đo là đo. Chứ nếu đang sử dụng ga 22 thì đo mua ga 22 cũng được. Nhưng mà nếu mà đo sau này để đo 4.10 thì nó lại mất công phải mua thêm một đồng hồ khác, thì mất công. Thì nó ga 22 và ga 4.10 nó khác nhau như thế này thôi nè. Cái đầu này các bạn, cái đầu nè đó, Phương có hai cái đầu, các anh chị coi nè, chỉ là cái đầu này thôi nè đó, cái đầu nè, một cái đầu ga của 32 và 410 là nó bự hơn đó, cái này nào nè, nó bự hơn nè, thì mình không có dặn vô cái lọ ga của 22 nó nhỏ hơn nè, anh chị thấy không ạ? Đó, ga nó nhỏ hơn thì nó mình dặn vô không được thôi. Thì ga 22 thì mình phải mua, ví dụ như mình mua 410 nè, thì các anh chị kêu bán cho tôi thêm một cái đầu chuyển về ga 22 là họ sẽ bán cho anh chị một cái đầu chuyển về ga 22 nữa, là chỉ việc mình gắn vô mình xài. Thì đó, thì lúc đó chúng ta sẽ xài được cả ga 22 và ga 410. Thì mình chỉ cần mua một cái đồng hồ đo được ga 410 ha, các anh chị nhớ cho Phương nha. Ga 410 là đủ đó, mình mua một cái đồng hồ đơn như thế này đó. Thì ở nhà của mình đâu có cần phải sửa chữa đâu, mình muốn kiểm tra cho biết thôi mà, thì muốn kiểm tra cho biết thì chỉ cần như vậy là đủ. Vậy nha anh chị. Rồi, video của Phương cũng đến đây kết thúc. Hy vọng cái cách mua đồng hồ này sẽ làm cho các anh chị nào muốn tìm hiểu thêm thì biết được ga của trong máy mình nó còn hay không. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng mọi người
biết làm được công việc cho trong nhà của mình. Rồi, bye bye mọi người. Nếu cảm thấy thích thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh Phương nha. Bye bye.